Mùa xuân đồng nghĩa với mùa hoa đào nở. Thực tế khoảng cách giữa từ lúc hoa nở cho đến lúc hoa tàn rất ngắn, chỉ tầm hơn một tuần, và sau một trận mưa là một rừng hoa anh đào sẽ trụi bông ngay tích tắc. Những cánh hoa đã bắt đầu rơi rụng dần, cho dù nó có trụi qua được cơn mưa thì có lẽ nó sẽ không còn đẹp như trước nữa. Thật tiếc là mình đã lỡ mất thời cơ rồi. À mà khoan, thật may là mình luôn tin vào dự báo thời tiết, vì thế bây giờ hãy cùng mình trở về ngày hôm trước. Trước nhà mình, những hàng cây hoa anh đào đã nở rộ khắp một dãy phố. Mình thật hạnh phúc khi đang sống ở một trong những con phố đẹp nhất thành phố. Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh Lê Quang Vlog. Và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một nơi rất là đẹp. Bây giờ tụi mình sẽ đến lấy chụp hình. Ok, let's go. Hôm nay là cơ hội cuối cùng để tụi mình có thể đi chụp hoa anh đào. Vì là mùa hoa anh đào nên taxi ở khu vực mình không nhiều. Tuy nhiên, việc đợi chờ taxi cũng không khiến mình phải nôn nóng, bởi vì ngay cả ở bến xe mà khung cảnh mùa xuân cũng rất đẹp. Mình cứ mãi ngắm hoa mà quên đến việc đón taxi. Bây giờ tụi mình sẽ đi trên con đường quen thuộc. Để đi đến đó, tụi mình phải đón taxi. Còn nếu không thì các bạn có thể tự đi bộ đến đó, chỉ mất 3 tiếng mà thôi. Phải đi ô tô thì mới cảm nhận được vẻ đẹp của mùa xuân, mới có thể băng băng qua những hàng cây hoa anh đào đang nở rộ. Hoa anh đào sẽ bắt đầu nở ở Chai Chu rồi đến các tỉnh miền Nam và miền Trung, và cuối cùng sẽ là các tỉnh phía Bắc khu vực mình đang sống. Hồ Gyeongbo là một hồ nước rộng lớn, nó kéo dài tận đến gần khu vực mình đang sống. Buổi chiều mọi người có thể đạp xe đi xung quanh hồ là coi như đi hết thành phố rồi. Hồ nước này có thể được gọi là hồ Xuân Hương phiên bản Hàn Quốc, nhưng to hơn rất nhiều. Đặc biệt ở đây vào mùa xuân sẽ tổ chức lễ hội hoa anh đào rất lớn. Mới tuần trước còn trơ trụi mà bây giờ hoa đã nở tràn ngập cả một dãy đường. Hôm nay là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để mình có thể chụp cho người yêu một bộ ảnh mùa xuân. Nếu không chụp tấm nào ra hồn thì mình tự biết tối nay phải làm gì rồi đấy. Sau vài phút đi xe thì tụi mình đã đến hồ Gyeongbo. Wow, mùa xuân thật là tuyệt vời. Tiết trời ấm áp rất thích hợp để đi dạo ngắm cảnh. Tình hình dịch bệnh đã đỡ hơn, vì thế mọi người cũng thoải mái đi dạo cùng nhau. Ngày mai và ngày mốt sẽ mưa rất to, vì thế ai ai cũng tranh thủ ngắm hoa và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này. Bây giờ mình đang ở hồ Gyeongbo. Ở đây bây giờ là rất là nhiều người luôn. Hiện giờ là 10 giờ rưỡi hơn cho nên khá là nắng. Mình cũng khó có thể nhìn thấy rõ ở trong máy quay. Bây giờ mình sẽ cố gắng quay cho mọi người xem những cái hoạt động thú vị và những quang cảnh mỗi khi mà tới du lịch ở hồ Gyeongbo. Lễ hội Gyeongbo được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 4 năm 1993. Và đây là một trong những lễ hội ngắm hoa anh đào nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Người dân ở các thành phố phía Bắc như Donghae, Samcheok, Sokcho, Chuncheon đều đổ về đây để ngắm nhìn một trong những điều tuyệt vời nhất của mùa xuân. Không nhiều nơi có thể sở hữu một hồ nước rộng lớn với hàng cây hoa anh đào kéo dài đến tận 4 km. Để có thể đi hết con đường này, mọi người có thể thuê xe đạp chỉ với 5.000 won, tầm 100.000 đồng, là có thể cùng người yêu khám phá hết cung đường này rồi. Đứng ở trên bậc thang, các bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh con đường này một cách rõ ràng hơn. Mình tạm thời cất máy để cảm nhận không khí ấm áp của mùa xuân. Với những người đang sống ở xứ lạnh thì sau một mùa đông lạnh giá, mùa xuân chính là thời điểm tự do được khoác lên mình những bộ cánh nhẹ nhàng nhất. Tiếp theo thì tụi mình sẽ cố gắng đi bộ đến nơi tổ chức lễ hội hàng năm. Mình chạy như điên để sang đường nhưng rất tiếc là năm nay cũng không tổ chức. Chỗ đằng kia lúc trước là cổng vào lễ hội thì bây giờ lại là nơi kiểm soát dịch bệnh cho những người có nhu cầu vào ngôi đền trên kia. Lễ hội lúc trước có bán món heo nướng rất ngon, hồi thế là phải đợi thêm ít nhất một năm nữa rồi. Vì thế bây giờ tụi mình sẽ đi về chợ và kiếm gì đó để ăn.
mình đang ở chợ Trung An Xi'an. Đúng là tiết mục mà không biết ăn gì thì cứ phải tới chợ thôi. Mình sẽ quay cho mọi người xem ở bên trong có gì nhé. Chợ truyền thống mình đã quay lên vlog rất nhiều lần rồi. Hôm nay mình sẽ quyết định đi tìm món canh xương bò nổi tiếng. Đó là một con hẻm chuyên bán món sumori kubab. Trước mặt mình là một quán có vẻ là nổi tiếng. Chỉ cần bày một đống xương hầm ngay trước mắt là đã muốn vào ăn rồi. Nồi nước dùng lúc nào cũng sôi sùng sục. Chỉ cần mở nắp ra là làn khói thơm phức tỏa ra nghi ngút. Đến lúc này thì mình không thể nào đợi chờ hơn nữa để thưởng thức món canh đầu bò chữ danh. Quán cũng khá rộng, có cả một tầng ở phía trên nữa. Nhìn gian bếp lúc nào cũng nghi ngút khói làm bụng mình bắt đầu biểu tình rồi. Mình gọi một phần canh đầu bò somori và một phần canh gà tạc cục bạc. Chỉ mới gọi được vài phút là đã ra món luôn. Wow, một bát somori ngập thịt có giá 8.000 won tầm 160.000 đồng. Và bát canh gà thì có giá rẻ hơn là 7.000 won tầm 140.000 đồng. Bỏ muối thêm. Ở đây người ta cho mình một cái hũ muối. Mình bỏ rồi. Nên đến khi nào vừa thì mình thôi. Miếng thịt rất là to. Vừa ra quán được vài mét là mình lại bị hấp dẫn bởi những rổ dâu chỉ có giá 3.000 won tầm 60.000 đồng mà thôi. Dâu to như thế này nè. Không biết dâu này bao nhiêu tiền nữa. 이거 얼마예요? 6,000원이요. 6,000원이요. 어제 거. 6,000원이고 그 뒤에 거는 8,000원이고. 네. 이거는 아. 오늘 거 8,000원, 이건 6,000원. 아. 근데 네. 금방 먹는 거는 그것도 괜찮아요. 네. 이거 하나 주세요. Sau đó thì tụi mình quyết định đi xe bus về nhà. Ngồi trên xe bus, mình có thể nhìn cảnh vật mùa xuân từ trên cao nhiều hơn. Mùa xuân thật đẹp mọi người nhỉ. Khu vực này là khu vực di tích lịch sử, nên có rất nhiều ngôi nhà truyền thống nằm san sát nhau. Trước mặt mình là khu văn quán Ochukhyeon, là một trong những ngôi nhà cổ nhất Hàn Quốc. Tháng 5 sẽ là thời điểm hoa hồng nở. Đấy là thời điểm đẹp nhất để mọi người có thể thưởng thức hương vị mùa xuân ở đây. Rất tiếc vì phải kết thúc vlog ở đây. Nếu các bạn thích thì hãy nhấn like và nhấn nút chuông nhỏ nhỏ phía bên dưới để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.